Quỳnh Thiên anh cơ. Vấn Thiên, em biết thực ra trong lòng anh luôn có Tiểu Mang. Anh với Tiểu Mang mới là một đôi cùng chung chí hướng, thấu hiểu lẫn nhau. Bây giờ Đào Nhi đã ly hôn với Tiểu Mang rồi. Em chúc hai người có thể hạnh phúc. Tiểu Hà, anh đã nói anh sẽ lấy em, sẽ cho em hạnh phúc. Anh không hề quên. Bây giờ không có ai có thể làm anh bỏ cuộc, ngay cả ba em cũng không thể. Em không thể rời xa anh, đây là yêu cầu của anh. Anh ơi, mì của anh. Cảm ơn ông chủ. Ngon không? Đương nhiên ngon rồi. Ông chủ, lát nữa cho tôi thêm một tô nữa. Được thôi. Vợ à, mì của anh. Ăn lúc nóng đi, còn ăn nữa sao? Đưa đây. Tôi nói rồi ba Tài, anh to gan thật đó, lại dám tố cáo đại phu nhân trên tòa án. Đợi tôi ăn xong mì này sẽ tính sổ với anh. Kim Đông à, bá Tài à, ông quá đáng như vậy, còn kêu tôi nói được gì nữa. Chờ tôi ăn mì xong đã. Vợ à, anh vừa kéo em về từ Quỷ Môn Quan, em không nên đối xử với anh như vậy. Ý gì vậy? Cử quỷ gì hả? Chu Tứ uy hiếp anh. Hắn ta nói muốn gây khó dễ cho em. Em biết là cả đời anh ngoài yêu tiền ra chỉ yêu mình em. Trong lòng anh sợ lắm, cho nên anh lên tòa án anh chỉ có thể chỉ đại phu nhân. Lời anh nói đều là thật sao? Anh không thể với trời đất đều là thật đó. Em không biết gì bảo vệ cho em và Tiểu Mang, anh đã phải suy nghĩ nhiều biết bao nhiêu đâu. Chu Tứ ép anh hỏi tụi em sống ở chỗ nào, anh không nói với hắn ta. Anh nói anh không biết. Anh nói anh ở ngoài đánh bạc mấy ngày rồi nên không biết. Hắn ta tin nên tha cho anh. Nếu không anh đã trở về Hoàng Phú Giang, xác trôi trên sông rồi. Nói như vậy đều là em hiểu lầm anh rồi. Vậy anh cũng đừng sợ nữa, chiếc mì này để cha năng đó, vẫn là vợ thương anh nhất. Kim Long, ăn mì xong chưa? Ăn xong rồi, ăn no rồi thì làm việc đi. Dạ. Dì vẫn không tha cho anh sao? Đừng chạy. Ông cũng muốn chạy sao? Muốn chạy sao? Đứng lại. Muộn như vậy rồi em vẫn chưa ngủ sao? Em chỉ muốn nói với anh để anh đừng nản lòng. Anh không nản lòng, anh thật sự là đi tới đường cùng. Thực ra em đã nghĩ ra cách rồi. Cách gì chứ? Nói thật,
Em đã suy nghĩ lời dặn dò của anh rồi. Sau đó em phát hiện thì ra anh đã sai rồi. Anh sai rồi. Đúng vậy. Muốn cứu cha và mẹ em, em không chỉ phải về Đới Gia mà phải lấy lại thân phận con gái Đới Gia, quang minh chính đại trở về. Anh đã nói điều này quá nguy hiểm từ lâu rồi mà. Em biết, nhưng chỉ có như vậy mới có thể để Dương Tổng Quản và vị phu nhân tạm thời buông lỏng sự uy hiếp với cha và mẹ em, dùng hết sức lực đối phó với kẻ thù xông ra là em. Hiểu rồi. Đây chính là gương đồng kích tay. Nhưng mà em có nghĩ qua cho Tiểu Mang, như vậy em sẽ lấy tính mạng của mình để bù vô đó. Em có nói qua em rất sợ chết không? Sợ chết? Sợ chết còn dám làm như vậy nữa. Cho nên là em mới nói không dễ dàng chết như vậy được. Nhưng vừa nghĩ đến cha mẹ đều đang ở chỗ nguy hiểm, em mặc kệ không làm gì hết, em sẽ liều mình. Anh có một cách. Cách gì vậy? Anh và em cùng trở về Đế Gia. Em là con gái của Đế Gia nên có quyền bảo vệ Đế Gia. Anh là con nuôi của Đế Gia, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Không, anh đó phải ở lại đây. Không được, anh không đồng ý. Vấn Thiên, anh nghe em nói, ở lại đi. Cả anh và em đều biết vụ kiện của mẹ em không lạc quan chút nào. Lỡ như mẹ bị phán tử hình, Vấn Thiên, tới lúc đó có một trận ác liệt em phải đánh rồi. Nhưng mà được rồi, Vấn Thiên, em biết anh quan tâm em, nhưng lúc này anh đừng nói những lời này nữa. Vấn Thiên, vừa nghĩ đến kỳ gian tác chiến với anh, em thực sự rất vui. Tuy Đế Gia từ cao chót vót, nhưng không có cách nào chia cắt em và anh được. Dù em không chắc có thể thấy được anh, nhưng em biết, nhưng anh luôn ở bên cạnh em, đúng không? Được, cứ theo cách làm của em đi. Cảm ơn anh. Nhưng mọi thứ phải cẩn thận đó. Anh biết, anh yên tâm đi. Phu nhân, uống chút nước đi. Đồng Mai, xin lỗi. Phu nhân, bà đừng nói như vậy. Đây không phải là lỗi của bà. Trong lòng Đông Mai rất rõ, bọn họ không chỉ không tha cho bà, mà cũng sẽ không tha cho tôi. Đông Mai không phải lo cho bản thân, mà là thương phu nhân. Đây là sự lựa chọn của tôi. Phu nhân, tại sao bà luôn nghĩ cho lão gia, nghĩ cho Đế gia? Sao bà không nghĩ cho bản thân mình chứ? Sao bà không nghĩ cho con gái ruột Tiểu Mang của phu nhân chứ? Nếu như bà đi rồi, người mẹ ruột mà cô ấy vừa giận không phải lại người mà bây giờ tôi lo nhất, chính là Tiểu Mang. Thực sự không ngờ được mẹ con nhận nhau lại trong tình cảnh này. Gặp nhau đây là lúc ly biệt. Ăn cơm thôi. Được, cảm ơn. Anh bạn nhỏ, tôi là việc anh một việc. Cậu có thể giúp tôi mua hạt giống của cây cây mau không? Hạt giống của cây cây mau? Phải. Con trai tôi đến luật sư sẽ đưa cậu tiền. Tôi chỉ cần mua 7 đồng hạt giống. Được, được, được. Nào, dùng ở đây. Nào, ở đây. Đồng Mai, cô còn nhớ câu chuyện 7 đồng mà Tiểu Mang nói không? Đồng Mai còn nhớ. Đồng Mai à, những ngày tháng trong nhà lao, tôi thường nghĩ đứa bé Tiểu Mang này sống như thế nào chứ. Con bé dẫn 4 người em trai em gái của nó trao hàng mỗi ngày trên phố, tiết kiệm từng đồng một để các em có thể đi học.
mà cùng lúc đó tôi lại ăn mặc sang trọng, phô trương lãng phí. Dường như mỗi ngày tôi đều giấu con gái của tôi, chỉ là không nghĩ đến trong cùng một thành phố con bé lại phải chịu khổ. Phu nhân, tiểu mang cô ấy không cảm thấy mình đang chịu khổ. Tôi biết. Tôi luôn nghĩ tiểu mang đã từng nóng lòng muốn cứu mẹ Tài ra ngoài. Điều này nói rõ mẹ Tài bình thường đối với con bé rất tốt. Có một câu nói khi xưa nói rất hay: mẹ ruột không bằng mẹ nuôi lớn. Thực ra mẹ Tài mới là người mẹ thực sự nuôi lớn con bé. Vừa nghĩ đến những điều này, ngực của tôi liền đau nhói. Điều là chuyện đã qua rồi, nói nhiều cũng không có ích gì. Mỗi khi tôi nhớ đến câu chuyện Bảy Đồng mà Tiểu Mang nói với tôi luôn nghĩ rằng có một ngày tôi muốn bản thân mình nghĩ xem làm sao với cây kê mau. Tôi muốn xem làm sao đưa nó tới nơi này để chôn hết cây, nó sẽ đâm chồi thế nào, sẽ trưởng thành như thế nào, lúc nó khỏe mạnh sẽ có hình dáng như thế nào. Tuy tôi không có cách về lại quá khứ, nhưng tôi muốn trải qua quá trình trưởng thành của con bé, nếm trải tâm trạng của con bé lúc đó. Tuy tôi không thể trưởng thành cùng con bé, không thể cùng sống với con bé, nhưng tôi thực sự rất vui. Lúc tôi sắp chết, tôi có thể nhìn thấy con bé, có thể nhận nó. Tôi thực sự muốn cầu xin ông trời có thể cho tôi thêm thời gian một ngày để tôi có thể nhìn kỹ con bé không? Để tôi có thể ôm con bé, để con bé có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ ruột nó đối với nó. Thật đó, tôi chỉ cần thời gian là một ngày. Một ngày là đủ rồi. Tiểu Mang, cô tìm chúng tôi có chuyện gì không? Dương tổng quản, nhị nương. Cô gọi tôi là gì? Nhị phu nhân. Khổng láo, xin bà hãy nghe tôi nói hết đã. Nhị phu nhân, dù cho các người có đồng ý thừa nhận hay không, bây giờ tôi phải vạch trần hai tội trạng lớn của hai người. Thứ nhất, các người mưu hại đại phu nhân, bây giờ lại hợp với người ngoài cùng nhau mưu hại lão cha. Bây giờ tâm tích của ông ấy không rõ, nhất định là hai người các người làm. Thứ hai, các người hợp mưu âm thầm chiếm đoạt đới gia, âm mưu kéo dài 18 năm, tội ác khó lường, tội ác tày trời. Tiểu Mang, tôi đã nói với cô từ lâu, cô nên dứt bỏ những chuyện nhỏ nhặt phiền phức này, cứ là vị trí thiếu phu nhân của cô mới đúng. Nếu như tôi không làm được thì sao? Dương tổng quản, mưu tính của ông sâu thực đó. Vì để có được đế gia này, cái gì ông cũng làm ra được. Nhắm vào chút chuyện này, tôi cũng quản được đó. Cô im miệng cho tôi, đế gia này cũng bao gồm cô. Cô cũng là một thành phần của đế gia. Cô lại vô lễ trước mặt tôi, bất hiếu với trưởng bối, phản bội đế gia. Rốt cuộc cô muốn làm thế nào? Rất đơn giản, tôi muốn đế gia trở về như cũ, lão gia và đại phu nhân có thể về đế gia, đế gia khôi phục lại diện mạo như trước. Vậy hai người các người thì phải xem đại phu nhân và lão gia có tha thứ cho các người không. Con nha đầu này, đã là lúc nào rồi mà cô còn dám nói ngông cuồng? Nếu như không phải vì cô mang thai đứa con của Đào Chi, cô tưởng tôi thật sự sợ cô sao? Tôi nói cô biết, nếu cô ép tôi quá, tôi cũng làm cô tiêu như vậy. Tôi sẽ khiến cô mất cả chị lẫn chài. Không cần bà động tay đâu, bởi vì Quân Đào đã bỏ tôi rồi. Là ý gì? Đây là giấy ly hôn, phía trên đã có chữ ký của tôi và Quân Đào. Đây là thật sao? Mẹ, quả thật con đã ly hôn với Tiểu Mang rồi. Là con chủ động đề nghị. Tại sao vậy chứ? Mẹ, lúc đầu con vì cứu Tiểu Mang,
mới nghĩ ra cách giả kết hôn này. Kết hôn giả? Đúng vậy. Chính vì sự thu hút nghi ngờ của hai người, cô mới tạo ra lời nói dối Tiểu Mang đã mang thai rồi. Nói như vậy, mang thai cũng là giả dối. Nếu như không có cái thai giả thì cũng không có kết hôn giả. Không kết hôn giả thì các người sẽ không cứu Tiểu Mang. Ý của cậu là cậu lấy Tiểu Mang chỉ là việc cứu mạng của ta? Đúng là làm càn, đúng là làm càn. Đây quả thực là một việc làm liều. Vốn chỉ con hy vọng, vốn chỉ hy vọng có một ngày cô ấy có thể thực sự trở thành vợ của con. Nhưng mà bây giờ con bỏ cuộc rồi. Con được lắm, chút nữa mẹ tìm con tính sổ. Nhan Tiểu Mang, cô đã không phải là con trâu của đế gia thì cô không có tư cách đứng ở đây. Bây giờ cô cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt. Xin lỗi, tôi không thể đi. Sao vậy? Cô cũng muốn ăn giả ở đây sao? Bà sai rồi. Ăn giả ở đây không đi chính là đôi cẩu nam nữ các người. Tiểu Mang của chúng tôi nói đúng. Quả thực con bé không thể rời đi, bởi vì sau khi con bé rời đi, đứa gia này sẽ không có chủ nhân. Mẹ Tai, là bà nói cái gì vậy? Các người nghe cho rõ đây. Tiểu Mang của chúng tôi từ trước đến giờ không phải là con dâu của đế gia, bởi vì vừa bắt đầu vốn dĩ đó là một cuộc kết hôn giả. Hơn nữa cái nhà này vẫn luôn là của Tiểu Mang, bởi vì Tiểu Mang là con gái ruột của đại phu nhân và lão gia. Mẹ Tài, bà điên rồi sao? Tôi luôn cho rằng con người bà trung thực thực thà. Lẽ nào bà cũng trở nên giống như chồng bà, ham tài sản, muốn tài sản của đế gia chúng tôi sao? Nghĩ đến nỗi tinh thần lẫn lộn rồi sao? Bà không tin đúng không? Tôi cũng không tin. Điều này không trách được. Nhưng mà sau khi tôi điều tra xong, tôi đã tìm được y tá năm đó là Tú Cô. Tôi thực sự không dám tin. Không ngờ Tiểu Mang chính là con gái của đế gia mà năm đó Dương Tổng Quản muốn hại chết. Cô, tôi sao hả? Sao tôi biết chuyện của chị Tú Cô đúng không? Tôi thành thật nói cho ông biết. Năm đó chị Tú Cô đã âm thầm ôm Tiểu Mang cho tôi nuôi dưỡng rồi, bởi vì chị ta không nỡ ra tay. Tôi nói lại cho ông rõ hơn một chút nữa. Tôi đã nuôi dưỡng Tiểu Mang 18 năm rồi. Tiểu Mang chính là con gái của đại phu nhân. Con bé chính là giọng máu duy nhất của đế gia. Nói bậy, tôi không tin. Tôi không tin. Không tin thì thôi vậy. Dù sao tôi cũng mặc kệ. Vừa rồi Tiểu Mang đã giạch trần tội lỗi của hai người các người. Đây vốn dĩ không đủ. Việc này phối hợp với tội danh 18 năm trước sát hại đại phu nhân, thù mới hận cũ phải ghép lại cùng nhau. Cho dù tăng thêm 100 cái tử hình cho các người cũng không đủ đâu. Dương Tổng Quản, vị phu nhân, tôi lấy thân phận của người thừa kế đế gia tố cáo hai người. Hai tội danh lớn này tôi và Vấn Thiên đã chuẩn bị thư kiện lên tòa án rồi. Còn nữa, tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ba mẹ ruột của tôi. Cấm miệng. Đừng tưởng các người bị lung tung ra một câu chuyện tôi sẽ thay đổi chủ ý. Cười đâu, có. Đưa bọn họ ra ngoài cho tôi. Ai dám động thủ tôi sẽ cho các người mất tay mất chân hết. Tiểu An đại tiểu thư của các người có biết không? Dừng tay. Có một ngày tôi sẽ quay lại đây, nhưng mà sẽ trở về dưới thân phận là con gái Đới Khánh Hào và Phương Đức Hinh, về lại nhà của tôi. Mẹ Tài, chúng ta đi. Tránh ra. Đàn Di, con quả thực quá đáng lắm rồi đó. Ban đầu mẹ đã không thích con nha đầu kia, đều do con nói nó mang thai con của con, mẹ mới miễn cưỡng chấp nhận nó. Mẹ vì con nên mới dẫn dịnh nó đủ kiểu. Không ngờ đây là một trò lừa bịp. Con được ba mẹ xây vòng vòng. Mang thai giả, kết hôn giả, vô phép. Con thật vô phép. Cha, mẹ, con không cố ý lừa hai người.
chỉ là con quá yêu Tiểu Mang. Con không thể gương mắt nhìn cô ấy bị phán tử hình. Vì vậy con mới nghĩ ra cách này. Là con nha đầu đó muốn con làm như vậy phải không? Nó lợi dụng si tình của con đối với nó, chính là để vào Đế gia. Không phải, việc này không liên quan gì đến Tiểu Mang, là chủ ý của con tự nghĩ ra. Hơn nữa là tiền trảm hậu tấu. Con gạt cha mẹ trước rồi, mình nói cho Tiểu Mang. Sau khi cô ấy biết được chuyện này, phản ứng cũng giống như cha mẹ đây, đều rất tức giận. Con còn cười được nữa sao? Con có biết rằng cái chiêu này của Tiểu Mang dùng gọi là lạc mềm buộc chặt không? Nó hết lần này đến lần khác đùa giỡn tình cảm của con, để từng bước đạt được mục đích của nó. Mẹ, không phải như vậy, con còn nói thay cho nó. Tâm tư của con bé này con còn không rõ hay sao? Con bị nó dắt mũi rồi. Hôm nay nó tự xưng là con gái của Đế gia, chính là minh chứng tốt nhất. Nó tự xưng là con gái của Đế gia, nhất định là do ông bố nuôi Giang Thiến Tài dạy cho nó. Nhưng mà con nha đầu đó làm sao biết được tên y tá năm đó? Năm đó Giang Thiến Tài làm lao công ở bệnh viện, ông ta biết người y tá đó. Điểm này không có gì kỳ lạ. Đừng cho rằng cô ta tự tạo ra thân thế giả thì có thể thay đổi được cục diện bây giờ. Con gái của Đế gia đã chết 18 năm trước rồi. Đúng vậy, Nhan Tiễn Phan làm sao có thể là con gái ruột của Đế gia chứ? Con nha đầu này từ sau khi làm loạn màn kết hôn giả kia đã bắt đầu nói dối không ngại miệng. Mẹ thấy nó điên thật rồi. Đào Nhi, con với con nha đầu kia chấm dứt từ đây đi. Nhất định phải cắt đứt quan hệ, đây mới là chuyện tốt. Để mẹ khỏi phải suốt ngày từ sáng đến tối phập phồng lo sợ nó sẽ gây ra quả gì, chịu phải hành hạ gì nữa đây. Không sai, bây giờ đã biết nó không phải là con dâu của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho nó. Cha, ý cha là sao? Đào Nhi, Tiểu Mang và Dương Thiên đã cấu kết với nhau từ lâu, cô ta là kẻ thù của chúng ta. Ý của cha là muốn giết cô ấy. Chúng ta không thể không giết cô ta. Lẽ nào đợi cô ta ra tay giết chúng ta? Đào Nhi, con tỉnh lại đi. Đừng nghĩ rằng con bỏ cô ta rồi thì sẽ không có chuyện gì. Không được, con tuyệt đối không cho cha động đến cô ấy. Chuyện này chưa tới lượt con phải lo. Con nói cho cha biết, nếu như Tiểu Mang gặp phải bất trắc gì, con tuyệt đối không tha cho cha. Đào Nhi, cha đã khoan nhượng cho con hết lần này đến lần khác, con không được phép được do đòi tiên. Chuyện này không có chỗ thương lượng đâu. Hai người muốn ép chết con. Hai người cố tình muốn ép chết con. Con đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, cha không trách mắng con. Đào Nhi, con còn muốn uy hiếp cha. Ngày mai là ngày phán tội Vương Đức Hinh. Vương Đức Hinh chết chắc rồi. Đến lúc đó Nhan Tiểu Mang và Đới Vấn Thiên có đấu tranh thế nào cũng là chó cùng bức dậu. Đào Nhi, khi Đới gia đã vững chắc rồi thì nó sẽ là của gia đình ba người chúng ta. Con hiểu không Đào Nhi? Con không cần những thứ này. Con không cần những thứ này. Con không cần Đế gia. Đào Nhi, kệ nó đi, nó giả bộ. Đại Nhi, mỗi lần đến giờ phút này thì nó dùng cách này để ép chúng ta nhượng bộ, nhưng xem ra không phải là giả đâu. Đào Nhi, lần này anh không thể nhượng nó, anh tuyệt đối không nhượng bộ. Đại Niên, Đào Nhi, Đào Nhi, người đâu? Tiểu thiếu gia có chuyện rồi, người đâu mau đến. Hôm nay phải có kết quả rồi. Đúng đó. Phu nhân, bà ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Sắp phải mở phiên tòa rồi, bà không ăn chút gì làm sao có tinh thần để ứng phó? Ta ứng phó cái gì chứ? Buổi tuyên án hôm nay ta khó mà thoát khỏi tội chết. Phu nhân, tay của bà rất nóng, có phải khó chịu chỗ nào không? Ta rất khỏe, ta rất khỏe. Hai vị, đến giờ ra tòa rồi. Phu nhân, nếu không bà ở lại nghỉ ngơi đi. Tôi sợ sức khỏe của bà chịu không nổi. Không,
Ta muốn đích thân đi. Ta không muốn người khác cho rằng ta đang trốn tránh. Hôm nay cho dù thẩm án có phán ta tội chết, ta cũng phải đích thân nghe xét xử. Bị cáo Phương, trước khi bổn tòa tuyên án, cô có điều gì muốn nói không? Cho dù kết quả phán quyết của tòa án hôm nay thế nào, tôi cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Tôi không muốn phản bác lại tội mà tôi đã phạm. Bởi vì mấy ngày nay, trong lòng của tôi đã đầy nỗi lo sợ bất an, còn hổ thẹn nữa. Hôm nay tôi có thể đứng ở đây, cuối cùng có thể nói ra những điều tôi muốn nói. Mẹ Tài, cha Tài, tôi muốn xin lỗi hai người, chân thành xin lỗi. Bởi vì tôi mà hai người đã mất đi hai đứa con đáng yêu. Tôi tự hỏi ông trời, tại sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy? Thực chất hai người là ân nhân của tôi, là ân nhân lớn của tôi. Tôi không biết lấy ân đền tội mà còn lấy oán trả ơn. Tâm trạng tôi lúc này không có cách nào dùng lời lẽ để diễn tả. Ngoài việc xin lỗi, tôi còn rất cảm kích hai người. Bởi vì hai người đã nuôi lớn con gái của tôi. Hai người nuôi nấng nó giống như con gái ruột của mình. Mặc dù đối mặt với cái chết, nhưng trong lòng tôi rất bình tĩnh. Bởi vì lúc tôi đau khổ nhất, mẹ Tài và cha Tài đã đem đến cho tôi một món quà mà tôi tha thiết mong ước. Họ đã giúp tôi tìm được đứa con gái mà tôi cho rằng đã mất, tìm ra huyết mạch duy nhất của đới gia chúng tôi. Tôi rất vui sướng. Đứa con gái của đới Khánh Hào và Phương Đức Hinh vẫn còn sống. Hơn nữa hôm nay còn ngồi ở đây, nó sẽ cùng tôi đi hết hành trình cuối cùng của đời người. Tôi rất vui. Con gái của tôi là Giang Tiểu Mang. Vì vậy tôi sẽ không sợ. Cho dù hôm nay tôi phải đi đến phần cuối của cuộc đời, cho dù tôi phải đối mặt với cái chết, nhưng khi tôi nghe thấy một tiếng mẹ mà 18 năm nay tôi vẫn luôn mong chờ, trong lòng tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì con gái của tôi đã trở về bên cạnh tôi. Mẹ, con gái, con có nghe mẹ nói không? Con đừng buồn. Tâm trạng của mẹ lúc này rất vui. Bởi vì bây giờ mẹ đang gánh chịu tất cả những gì mẹ đáng phải nhận. Mẹ cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi. Cô ấy chính là con gái của tôi. Cô ấy chính là con gái của tôi, Giang Tiểu Mang, là đứa con gái. 18 năm trước tôi đã nghĩ là mình đã mất. Nó chính là trụ cột, là hy vọng của tôi. Vì vậy con gái, bây giờ con nhất định phải mạnh mẽ. Con phải trở về đới gia, công khai với mọi người chân tướng sự thật. Đừng để đới gia thuộc về tay kẻ khác. Con nghe rõ chưa? Mẹ, những lời mẹ nói con đã nghe rõ rồi. Con nhất định sẽ làm. Mẹ, bổn tòa tuyên án bị cáo Phương Đức Hinh, Lâm Trung Mai bị kết án tử hình. Hy vọng Tổng Quản Dương và vị phu nhân của đế gia có thể trả cha tôi, trở lại đế gia cho tôi. Tôi nói những lời này ở đây cũng chính là do Dương Tổng Quản và vị phu nhân một thông điệp cuối cùng. Mặc dù hiện giờ thực lực của chúng tôi còn yếu, không quyền không thế, nhưng nếu bọn họ không ăn năn hối cải, tôi nghĩ bọn họ sẽ có ngày gặp báo ứng.
Tôi chắc chắn. Ai vậy? Dương Đại Niên. Thiếm Tú, còn nhận ra tôi sao? Năm đó ông chỉ là một người quản gia, bây giờ lại là tổng quản rồi. Tìm tôi có chuyện sao? Tú cô, tôi hỏi bà, chuyện 18 năm trước tôi bảo bà làm, bà làm chưa? Ông nói là đứa trẻ sơ sinh đó. Thực sự xin lỗi, tôi đã không làm theo ý của ông. Nói như vậy, đứa bé đó quả nhiên còn sống. Đúng vậy, đó chính là Giang Tiểu Mang. Mười tám năm rồi, tôi nghĩ rằng đứa bé này đã xương cốt sớm đã không còn rồi. Không ngờ rằng nó vẫn còn sống trên đời này. Bà làm chuyện kiểu gì vậy? Lúc đầu bà đã nhận được đối đãi tốt của tôi, vậy mà bà lại gạt tôi. Do một chút sơ suất của bà đã khiến tôi lâm vào mối nguy hiểm, bà biết không? Đó không phải là một sai lầm. Tôi rất vui vì chính mình, cuối cùng đã làm một chuyện tốt. Cũng may năm đó tôi không nghe lời ông, nếu không thì tôi đã hối hận cả đời rồi. Tú cô à, con của bà chết thật oan uổng. Là ý gì? Thủ hạ của Lý Khôi là những ai? Tôi quá biết rõ rồi. Vì vậy ông đã biết con của tôi. Tôi không nhận biết nó, mà còn tận mắt nhìn thấy con của bà chết trước mặt tôi. Cái gì? Ông nhìn thấy, người của phòng tụng bộ đã nói với bà, con của bà đã bị tụng bộ bắn chết phải không? Lẽ nào không phải bọn họ? Đương nhiên không phải rồi. Bà biết tại sao con bà chết không? Con của bà chính là bị đế giám thiên đứng phía sau bắn cây tim mà mất mạng đó. Ông nói đế lực sư nổ súng giết chết con tôi. Bà không tin? Tôi không tin. Bà có thể trực tiếp hỏi cậu ta, tại sao cậu ta lại ra tay giết chết con của bà? Đứng trước mặt bà, cậu ta không dám thừa nhận. Tôi không tin. Tú cô, tôi và bà đã quen biết nhau mười mấy năm, bà không thể xem kẻ thù là ân nhân được. Không được chạy. Ông đừng làm càn. Bí mật 18 năm trước chỉ có bà là nhân chứng duy nhất. Chỉ cần bà mất tích, bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Hơn nữa, bà phải trả giá cho sai lầm 18 năm trước của mình. Mày, đại ca Dấn Tiên quả nhiên đoán không sai, ông là một kẻ lòng dạ độc ác. Tên họ Dương này, ngày lành của ông không còn nữa đâu. Ông nên tự hối lỗi đi. Tôi khuyên ông, thà ông đợi từng vụ án được làm rõ, không bằng đâm đầu chết, tự mình kết thúc thì nhanh hơn, đúng không? Còn không mau cút đi.
Bà Ngụy, bà đừng sợ. Lệnh đến luật sư bảo tôi tới đây bảo vệ bà. Tôi là Kim Long. Kim Long, cảm ơn cậu. Kim Long, cậu vừa nãy đã nghe rồi chứ? Ông ta nói con của tôi là do đến luật sư bắn chết. Đây có phải là thật không? Làm gì có chuyện đó. Bà Ngụy, bà tuyệt đối đừng nghe ông ta nói bậy. Con của tôi đích thực đã bị bắn ở phía sau. Hơn nữa, phát súng đó còn trúng ngay tim nó. Nếu ông ta không tận mắt nhìn thấy thì làm sao ông ta biết được? Không sao cả, bà Ngụy. Nếu như bà thực sự hoài nghi, tôi trực tiếp đi hỏi đến luật sư không phải tốt hơn sao? Đúng không? Được, cậu dẫn tôi đi tìm đến luật sư đi. Được, đi thôi. Chuyện mẹ tôi công khai thân thế của Tiểu Mang vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Kể từ bây giờ, mọi người làm gì cũng đều phải cẩn thận. Bởi vì đối phương nhất định sẽ dùng tất cả sức mạnh của họ để diệt trừ Tiểu Mang và người bên cạnh cô ấy, kể cả mọi người ở đây. Chính là bởi vì như vậy, anh mới gấp gáp kêu Kim Long đi đón bà Ngụy, để bà Ngụy tránh phải gặp chuyện bất trắc. Đối phương thế mạnh người đông, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Bà Ngụy là người duy nhất có thể chứng minh thân phận của Tiểu Mang. Bọn họ nhất định sẽ không tha cho bà ta. Bà Ngụy, bà chính là bà Ngụy. Con chính là Tiểu Mang. Đã lớn như vậy rồi. Tốt, tốt lắm. Đến luật sư, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Xin cậu hãy thành thật nói cho tôi biết. Bà cứ nói. Là cậu phải không? Người giết chết con tôi là cậu phải không? Cậu thừa nhận rồi. Hóa ra chính là cậu. Bà Ngụy, con xin lỗi. Thực ra chuyện này con đã muốn nói với bà biết sớm, nhưng con thực sự không biết nên nói với bà thế nào. Là nói không nên lời hay là không dám nói? Bà ơi, bà hãy nghe con nói. Hoàn cảnh lúc đó thực sự rất căng thẳng. Nếu như con không kịp thời ngăn chặn, cậu ấy nhất định sẽ giết chết ba mẹ con. Đủ rồi. Dù cho nó có đáng bị trừng phạt, cậu cũng không nên bắn sau lưng nó. Cậu có biết rằng, khi tôi nhìn thấy xác của nó, tôi đã đau khổ bao nhiêu không? Đứa con duy nhất của tôi có một cuộc đời tốt đẹp, cho dù nó đã phạm phải sai lầm cũng không đến nỗi phải lấy mạng đền tội. Tôi biết đây là báo ứng của tôi, vì vậy mới đi tìm cậu về phe chính nghĩa, bắt đám hung hăng côn đồ Lý Khôi. Nhưng tôi không ngờ rằng người giết chết con tôi lại chính là cậu. Bà à, cậu bắn chết con tôi lại không dám nói sự thật. Tại sao chứ? Bởi vì cậu biết tôi là người có giá trị lợi dụng. Biết rằng tôi sẽ đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Lý Khôi. Cậu mong sao tôi mãi mãi sẽ không biết được chân tướng sự việc, mà cam tâm tình nguyện làm nhân chứng cho cậu. Có phải như vậy không? Không, không phải như vậy. Vậy tại sao cậu che giấu sự thật với tôi? Chuyện đến nước này, cậu bắt tôi làm sao tin cậu nữa? Làm sao tôi có thể hợp tác với hung thủ đã giết chết con tôi? Bà Ngụy, bà Ngụy, rốt cuộc bà muốn đi đâu vậy? Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở lại cảng Thương Hải nữa. Không được đâu, như tổng quản sẽ tìm thấy bà. Bà tuyệt đối không được đi, rất nguy hiểm. Đúng đó, đúng đó, đúng cô. Kim Long nói rất đúng. Nếu bà muốn đi, nhưng tổng quản nhất định sẽ không tha cho bà đâu. Các người đừng cản tôi, đừng cản tôi, để tôi đi. Bà ơi, bà. Điều là lỗi của anh. Anh nên nói cho bà ấy biết sớm. Đến luật sư, tôi thấy hay thế này. Hãy để Kim Long bảo vệ mọi người, còn bà Ngụy để tôi lo liệu. Vậy làm phiền cậu rồi, Tiểu Ôn. Cho dù cậu không khuyên được bà ấy quay trở lại, cũng phải nhất định bảo vệ bà ấy, không để bà ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Ngài yên tâm, luật sư Đế, tôi đi ngay đây. Đi đi, được. Anh Dân Thiên, xem ra sự hiểu lầm của bà Ngụy đối với anh thực sự rất nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta muốn có được sự tin tưởng của bà ấy xem ra rất khó khăn. Bà ấy nghĩ anh thế nào, anh không lo lắng. Điều quan trọng là bà ấy có thể làm chứng trước tòa. Bà ấy là nhân chứng duy nhất chứng minh thân phận của Tiểu Mang. Đúng, Tiểu Mang có thể lấy lại thân phận của con gái Đế gia, trở lại Đế gia hay không? Không phải chỉ dựa vào câu nói của bà Ngụy sao? Tiểu Mang là con gái của Đế gia, cũng là chủ nhân của Đế gia. Giờ lúc Đế Lão gia mất tích, chúng ta phải đối đầu với Dương tổng quản. Bất luận là giấy tờ kiện tụng hay là hành động kiện cáo, chúng ta buộc phải nắm vững trong lòng bàn tay. Có như vậy chúng ta mới có thể đứng vững được. Được rồi, mọi người tạm thời đừng kích động. Cho dù là thế nào đi nữa, bà Ngụy cũng được cứu mạng em.
Em rất cảm kích bà ấy. Con đường sau này bà ấy đi thế nào, chúng ta cũng không thể chi phối. Thân phận con gái đế gia tất nhiên rất quan trọng, nhưng mà em không cho rằng những phán quyết trên tòa có thể quyết định tất cả. Bởi vì quan trọng nhất bây giờ chính là cứu cha và mẹ em. Anh Vấn Thiên, chị Tiểu Hà, đây mới là mục tiêu để chúng ta cố gắng. Ngôi nhà của em mơ ước không phải là của cải sự nghiệp, mà là một ngôi nhà đầy ấm cúng,